Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị em đã quay lại với kênh của em ha. Thì hôm nay em tiếp tục quay báo giá hàng bonsai ở vườn của anh Thạch cho anh chị em mình giao lưu ha. Thì anh Thạch cũng đã giao lưu với anh em mình rất là nhiều clip trong năm rồi phải không? Rất là nhiều clip rồi. Thì hôm nay tiếp tục lên chuẩn bị quay bán cho anh em mình tiếp một số loại nữa ha. Hôm nay thì sam giống mới ha anh em, sam đổ 4-5-3-4 triệu một cây. Với sam xoắn giống mới y như mai xoắn luôn anh em. Này chắc họ về em cũng phải kiếm bậy về bo về em ghép chia sẻ với anh em mình này. Rồi giới thiệu trước xoắn này cái đi nha. Đây anh em, nó xoắn như mày xoắn luôn, xoắn hơn mày xoắn luôn anh em. Cái mắt của nó nè, cái cây này mà về em thấy anh em mình chơi dạng cây mà văn nhân đâu á ha, mấy cây mà anh em mình chơi theo dạng thiên nhiên văn nhân rồi anh em mình ghép cái này vô mình bắt chi ra ha. Ồ, nó xoắn rồi nè, xoắn hơn mày xoắn luôn anh em, nhìn nó cũng lạ ha. Với bông này, bông tím cái này có mặt bông cho anh em mình luôn, bông vẫn bình thường phải không anh bông bông vẫn bình thường. À, mà này nó xoắn Cái thế. này nó đột biến từ cây lên sam siêu hoa ra. Ừ, cây siêu hoa đột biến ra thế này. À. Cái này giống xuất phát từ đâu ha anh? Này anh hồi trước gặp ở bên Tiền Giang thì, là mình mua giống về ha. Anh cũng chia sẻ giống về, anh mới ghép nhân giống là được ít. Cây giống này nè. Quá đẹp luôn. Này nói chung mà khá là lạ ha, mấy cây này mà có cây văn nhân đế nôm nữa ghép cho nó sổ xuống như mày xoắn luôn anh em. Rồi anh em mình vô cây luôn ha. Anh phổ biến cây. À, thì hôm nay mình cái giống này mình bán giống ha. Thì cái hoành thân để mình đo, Hạo Hạo sẵn một cây báo cho anh em mình luôn nha. Đó, cái hoành đo như vậy thì nó tính tầm trung bình khoảng 15 cho tới 18, 19 vậy đi ha. Hoành cũ đo với cái cũ cái cây. Cũ quá đẹp mà. Đó, vậy thì được 33 hoành. Thì hôm nay mình bán cái này là ví dụ cây ba bo như cây này thì 1 triệu 500 ngàn. Mình bao phí ship toàn quốc luôn ha. Còn hai bo thì là 1 triệu 2. Một bo là 650 ngàn một cây. Là mình đây mình bán theo cái kiểu tính, là mình tính theo tính cái bo ghép á, tính bo ghép. Còn cái gốc này ví dụ như nó 3-4 xị gì đó mình không cần thiết ha, cái gốc thì không tính. Đúng rồi, mình nhập bo vô mình bán cứ thôi, nhập bo bán cái giống thôi. Nói chung thì cái này là giống mới cũng rất là đáng sưu tầm, và một cái cây như vậy thì nó cũng là 1,5 triệu. Mình tính quân bình ra là một cụm như vậy nó sẽ là 500 ngàn một cụm nhánh như vậy ha. Nhưng mà ở đây em thấy rất là nhiều bo nha, về anh em mình cắt ra mình ghép rất là nhiều bo, chứ không phải là mình bán trên một bo 500 ngàn mình bán như vậy luôn nha anh em. Tại cái vì cái nào cắt cũng vậy, bo rồi. Cái này là giống mới thì hồi nào nó cũng phải giá trị hơn tí, tại vì lúc mình mua chắc cũng cao ha. Đúng rồi, hồi lúc mình mua là 1 triệu bo. Rồi mình về mình gây ra thì mình ra, chia mình lại. Chia sẻ lại giá nó nhẹ lại xíu. À. Như mấy cây hai bo. Với cái phôi đây em thấy nó cũng đẹp sẵn ha anh em. Cái phôi thì nó cũng có dáng. Này cắt ra gây. Với cái này chắc em thấy nó đi tược chắc cũng giống như sắn luôn quá. Nó đi cũng giống như mai sắn. Nó đi cũng thường. Chậm, tại vì cái nách lá nó khít. Nó chậm lớn một tí ha. Nó chậm hơn. Tại vì nó xoắn đâu. Cái này mà kéo giãn ra nó gần tắt máy trong đây mà giờ đúng nó rồi. Khít vậy nè. Nó cuốn vòng 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 vô đó đó. Cũng rất là hay ha. Thì cây cây, cây nãy số 1, cây này số 2 ha. 1 triệu 2. 1 triệu 2 thì cây 2 bo. Cây mã số 3. 1 triệu 2 luôn. 2 bo là 1 triệu 2, 1 bo là 650. 3 bo là 1 triệu rưỡi. 3 bo 1 triệu rưỡi. Mấy cây này cái giọng cây cũng khá là đẹp, mấy cây này hay sẵn luôn rồi. Về mình mua đại cây này về mình chơi xong rồi chơi mình dư nhánh luôn. Giờ chơi lấy cái phôi được cái phôi nữa. Rồi mình cũng sẵn phôi quay qua đang cho anh em có chọn cái nào mình chọn ha. Dạ. Ngoài này ra mình còn không? Ngoài những cái mã số ngày hôm nay nè. Cũng còn ngoài giường một ít nữa. Thì anh em mình có nhu cầu nè, anh em có nhu cầu anh em mình liên hệ ha. Liên hệ có gì gửi tin nhắn qua Zalo á, mình sẽ chụp hình gửi thêm cho anh em mình xem. Cây này là mã 4. Cây này là mã số 4. Cây này 3 bo. Cây này mã số 5. Này mất hết 500 ngàn, ghép này vô tình gớt cái mất hết 5 xị ha. Mà bù lại cái chùm này nó nhiều. Bù lại chùm này nó nhiều bo ghê luôn nè. Nhưng mà cũng còn có 1 triệu 2 à. Đúng rồi, 1 triệu 2. Mà số 5 nha anh em. Cắt ra cả chục bo hơn rồi đó. Này cây số 6. Số 6. Cây một bo thì mình có ít nha, cây một bo có chừng 5-7 cây gì đó hả? Chứ em thấy này cũng hay, thường người ta ghép ta bán giống thì sẽ ghép được gốc nhỏ, người ta bán cái bo 500 ngàn một bo đi, nhưng mà mình đây mình bán cây bự vậy. Mình bán cây bự cho anh em mình về chơi luôn. Đúng rồi, về được phôi, cây bự thì mình sẽ chăm sóc nó khỏe hơn cái cây nhỏ một tí, nó nhanh bung chẹo hơn. Chơi giống rồi chơi cái này đẹp. Cắt qua được giống mình chơi bên sai luôn, chơi kiển luôn được. Cái này nó cũng có gai giống như bình thường luôn ha. Có gai nhưng mà cái tược nhiều khi nó lên khoảng mười mấy 20 sen nó mới ra được một nhánh gai thôi. Gai nó cũng dài nha. Cái này làm nó cũng khỏe, không gai thì làm khỏe. Để hỏi cây nào có gai á, quay. Nguyên cái chùm này cắt cả biết như bo đó. Chùm đó mười mấy bo, 20 bo đúng. Cây này là mã 8 nha nè. Mã 8. Cây này số 9 nè, này cũng 2 bo. 2 bo. Cái này về anh em mình gây giống. Mình hiện tại thì cây này đang nằm chậu C10, về anh em mình kiếm cái chậu 3, 3 rưỡi á, anh em mình bỏ qua trồng cho nó nhanh lớn.
để mình lấy giống ha. Số 10. Số 10. Mà hay chứ, cái sam này mà như mây sắn của mình đây, luôn ha. Đây, có gai nè. À có gai nè. Đó, lâu lâu nó mới ra một khúc chứ không phải là mỗi nắc lá nó mỗi gai như cái kia. Nhiều khi nó lên mười mấy sen vậy nó mới có được một cành gai. Ừ. Nhưng mà giống này cũng hot đó chứ, dễ chơi. Đây. Thấy nó cũng lạ lạ. Mã 11, 1.2 2 bo nha anh em. Mấy cây này về anh em mình sang qua chỗ bữa anh em mình lắc xuống một chút vậy. Lấy cái co đổ ha. Ôi cũng bự. Mã 12, 1.5 cây này 3 bo nè. 3 bo. Đẹp quá. Thì, chứ. Lạ. Bao phí ship, bao sống với bao cho anh em mình xem hàng trước khi nhận luôn. Cái này vậy còn bao sống gì nữa? Đó. Cái này khỏi bao sống. Cây này nói chung mình nói vậy cho anh em yên tâm chứ nhiều khi nói mình mới bứng đâu. Cái này bứng ra rễ người ta mới ghép mà. Cái này nằm chậu chắc cũng 7-8 tháng rồi. Mã 13, 1.5 ha. À, bao phí ship toàn quốc cho anh chị em mình kiểm tra hàng, đồng kiểm rồi mới thanh toán tiền ha. Đây một lô lớn. Lô cây lớn. Cây này mình phải đo thông số từng cây quá anh. Đo từng cây. Dạ. Rồi bắt đầu tiếp tục là mã số 14 nha anh em. Cây phôi lớn ha. Đây là linh sam sông Hinh lá trung. Sông Hinh lá trung. Thác đổ ha. Lô hôm nay thì đa số là đổ không à. Cây mấy cây này nói chung là anh em mình sưu tầm ha. Đo thông số lớn nha anh em. Nó về được 66 chiều ngang ha. Cao được 27. Hoành một hoành ngay đây là tính 22 ha. Đo này là sao chạng qua luôn quá ha. Này cũng khó đo. Khó đo. Đo đã đo cái tay đó thôi. Đo hào hào đi. Hào hào ha. Khó đo cho nè. 45. À, 45. Đo vậy là 45. Cây này về anh em mình đút vô cái chậu lấy được cái bộ đế nó xuống khúc vậy nữa nha anh em. Cây này cây giọng đổ đẹp không? Cái này là 4 triệu phải không? À, 4 triệu 4 bao triệu. Ship. Đây người ta đã có đi một nước cành cho anh em mình rồi ha. Ở đây người ta đã nhạo cái cốt chính và người ta rút cốt để khi mà gửi hàng cho nó khỏe tiện á. Ha, lòi đường thân ra hết như thế này cho anh em mình luôn. Cái này là số 14. Đẹp quá đẹp. Lô này có tiền sắm chơi. Gơm vậy hả? Gơm vậy. Nhưng nó không nổi chứ. Đường thân rồi. Rồi cây mã số 15. Mặt trước mặt sau luôn ha. Để qua anh em mình kỹ ha. Về anh em mình sổ nó ra sắp đế lại. Anh em nào có kỹ thuật có nghề sổ nó ra sắp đế lại. Đế này anh em mình dư sức sắp luôn. Cái này thường chậu vô bứng lên chậu này cả năm rồi. Cốt tôi là lúc mà mua phôi về là rút phôi bắt đầu mình mới lên nó bị chán hết trơn nè. Nó lên nhịp người ta lấy cành hết rồi. Rồi chiều dài đo về là 56. Cao là 26. Mình đo làm sao đây? Đo về điện cái đi ha. Bể cái cục bự là 31. À, đây là 31. Chặt quá. Rồi, đo như vậy được 43 ha. 43. Đường thân quá đẹp luôn. Rồi mã số 15. 4 triệu. Giá cũng là 4 triệu bao phí ship luôn. Chung là cái đường thân cây này rất là to nha anh em. Rất là đẹp nghệ thuật. Anh em mà có đầu tư chơi nuôi chơi lâu dài anh em mình lấy những cái hàng này anh em mình nuôi. Quá bự luôn. Hàng này về nuôi cũng mau thành phẩm rồi. Có cốt liền đầu hết rồi. Cốt hết rồi. Cây mã số 16. Cái này chắc chơi nhấn quyền được chứ đổ được ha. Quyền. Rồi, đo luôn anh. Chiều dài của cây 56. Cao từ mặt bầu lên là 24. Để đo một cốt này đi. Một cốt cây này là 25. Vậy khó đo. Chàng qua hai cốt làm sao được không? Này, nó dính cái mặt cầu đây. Mình đo hạo cho anh em mình đo đổ thôi nha. 36. Đây, đây là đo được 36. Vòng qua đây là 4 mấy á. Mà đo nó dính cái bầu cái nó. Mã 16 nha nè, giá cũng là 4 triệu luôn giá ha. Cũng là 4 triệu. Rồi, tiếp luôn thật đây. Ginh ginh lại đây luôn ha. Rồi. Nói chung mấy cây này quá đẹp luôn em. Cây này về anh em mình nuôi tầm khoảng 3 năm ha. 3 năm là lên cây xịn liền. Mã 17, cây này được cắm đầu đổ luôn nè. Đế, đế này về anh em mình sắp lại đế này sắp lại đế giữ đế lắm anh em. Này có đế hết. Đế đều. Cái này về anh em mình à sổ cái bầu ra sắp đế lên qua cái chậu bự cái anh em mình nuôi. Ủa, nó bự. Rồi đo như vậy là được 70. Chiều cao lên được 26. Đây, một cốt trên đây là 20. Cái này chỉ đo hạo đo tổng hoành luôn nha.
Đó về là được 54. Chàng quá luôn ha. Ừ, bự ghê bự. Cái đường thân đổ đẹp ghê nè. Mã số 17. 3.600.000. 3.600.000. Cái này người ta đã sửa một nước dây, hôm nay nó đã theo phiết dây rồi, còn người ta rút cốt, người ta đưa về cho anh em mình để anh em mình nuôi dặm ha. Cái này nuôi nhanh lắm. Này nuôi nếu mà nuôi để mình chơi được thì tầm khoảng 5 đến 5 rưỡi là anh em có cây chơi rồi, còn muốn nuôi lâu dài mua đẹp thì khoảng 3 năm là lên cây đỉnh hết. Sam nuôi nó cũng nhanh. Rồi mã số 18. Cây này đổ luôn nè. 3.500.000 cái này đẹp. Em phái mấy cái gì? Cái đường thân hết biết cái đường thân. Rồi, chiều dài của cây được 65. Cao cũng 27 ha. Hoành như vậy là 21, hoành một thân. Cái này cũng đo hạo qua chứ nó cũng cấn à. Rồi hoành đo như vậy được 49 ha. Cái này nó có mà cắt đây nó còn chưa khéo. Sao mà mấy cái đẻo đâu nhầm nhòi. Rồi 3.500.000 mã số 18. Cái này đổ đẹp quá, đẹp luôn nè. 3.500.000 ha. Sát quá trời to cái sát. Cái này nuôi cỡ 3 năm nữa chịu không nổi với nó đâu. 3 năm nữa là đẹp là điên hết rồi. Rồi cây số 19. Ủa cái bề của nó bự rồi nè. 3.500.000 luôn. 3.500.000. Này là sông hình lá trung hết luôn ha, nguyên lô ha. Cái đường thân cái đùi nó quá ta đã. Chiều dài của cây được 64. Chiều cao cũng 27. Hoành cái cốt ngọn được 21. Này đo chắc nó cấn quá hình. Cấn dây kệ đo hạo xin. Cấn dây nha anh em nhưng mà không có đo được á. Không có đo được. Từ hao đại đi. Nó đo vậy là 54 nè. Nó rồi anh em mình nhắm anh em mình chứ tại nó cấn cái mép thùng mình đo không có chính xác được đâu. Với đo cái này nè, nhích lên nhích xuống chút là nó khác rồi. Nhích là nó khác hả? Mã số 19. 3.500.000. 3.500.000 là khỏi quay em chở gì hết à. Lô này thiệt nuôi xứng đáng luôn, nếu mà anh em chịu nuôi đường dài ha là chơi khỏi suy nghĩ. Mã số 20. Này coi đó, cứ rút cái ngọn này lại xíu đẹp ha. Vậy cũng đủ quái anh. Về tiếp ổn. Nhìn chơi đủ quái. 3.000.000 mã 20. Mã 20. Nhìn như cái chiều dài là 68. Cao là 34, tại nó bị lỗi ở đây xíu à. Hoành dài là 17 ha. Cái bè dưới đẹp ghê đẹp. Lực cây. Chàng hai thân được 48 hoành. Rồi mã số 20. 3.000.000. Bao ship toàn quốc luôn. Em thấy cây bự em cũng ngán mà thấy cái bầy này chịu không nổi thiệt luôn á. Mã số 21. Cái này đường thân nó gần mình nhìn nó hấp dẫn rồi ha. Rồi, quất luôn. Rồi chiều dài của cây là 65. Chiều cao là 25. Một thân vậy là 22. Hai thân chắc nó cũng dính. Rồi đó vậy là 48 hoành. Mã số 21. Giá 4.000.000 ha. Này nhìn nó lực ha. Lực cây. Okay. Nó gục gịch hơn. 21. Bài này nuôi cũng lâu rồi nè. Trời ơi, đã kìa. Đế đẹp ghê luôn. Rồi cây số 22. Này về mấy anh em bệnh lại cái nữa thấy kính cây rồi. Cây này quái dữ dằn quái luôn. Đế đẹp. Cây này về sắp chằng đế cho nó đều gãi đều rồi ha. Hồi hai cái đùi nó nhìn thấy nó bự cưa kìa. Tổng chiều dài của cây này được 80. Chiều cao là 30. Một cốt đo đây là 26. Cái này chắc không đo được chàng quá. Đo chàng hết đo được. Chàng nó to dữ á. Quá trời cái xác cây luôn anh em ơi. Anh em mà nghĩ chơi tới đường dài thì nên anh em phải suy nghĩ tới cái lô này ha. Quá chuẩn cho anh em mình chơi luôn. Rồi, đo như vậy thì 50 hoành ha. Mã số 22. Khó làm lắm anh em ơi. Nói chung cái lô này đẹp xuất sắc.
nuôi lâu dài là không có chê được, không có tiền thì ngán thôi. Em thấy em cũng ngán tiền nhưng mà mê dữ lắm, mê rồi đó. Dự định nuôi nữa mà nuôi không xiết rồi. 23 cây này đổ rồi, đổ đẹp, ôm chậu, ôm chậu 3,5 triệu, 3,5 triệu lắm. Rồi, chiều dài của cây được 70, chiều cao là 30, một cốt như vậy là 21. Đó, vậy là 38 này ha. Rồi, mã số 23, 3,5 triệu. Rồi, làm hai cây mai nữa đi. Chờ cây này hay lắm ha. Cây này đã sống lên tược khỏe mạnh ha. Cây này về anh em mình đặt xuống bồn xong anh em mình sửa luôn. Có ghép thì ghép, sửa không có sửa được. Lô này cánh nó cũng chuẩn lắm nha, 8 tới 12 cánh luôn. Mà nó có nở bông rồi. Thấy mặt bông rồi ha. Mã số 24. Tính chiều cao lên là 48 ha. Hoành đo đây là 20. Cái cũ vậy được 38 hoành cũ. Mã số 24, 1,8 triệu bao phí luôn ha. 1,8 triệu hả? Giá là dễ chơi ha, mã vàng lúc về chơi khỏe lắm, không nhăn tiền. Rồi, mã số 24,8 triệu. Rồi, cây số 25. Chiều cao thì 60. Hoành một cổ đây là 21. Cái này dễ điều. Hoành đây được 34. Cái này đế cũng đều lắm nha. Thân lắc đế đều. Rồi, cây này giá thì có 1,5 triệu. 1,5 triệu bao ship. Giá rất là dễ chơi hết em. Rồi, hôm nay với hai cây này anh em mình mua rất là an tâm. Một là nó đã lên tược mạnh khỏe. Về về anh em mình là cắt cái bầu này ra, anh em mình xuống bồn hoặc là qua chậu thôi. Cách này ha. Rồi. Rồi, hết luôn ha anh. Hết rồi. Hôm nay giao lưu 25 mã. 25 mã số ha, sâm giống với sâm thác đổ với cặp mai vàng. Anh em mình có nhu cầu mình lấy loại nào anh em mình sẽ liên hệ trực tiếp bên anh Thạch giùm em, số điện thoại anh Thạch em sẽ ghi ở trên cái tiêu đề để anh em mình liên hệ gặp trực tiếp anh Thạch để mình trao đổi thôi. Rồi, em cũng cảm ơn cô chú anh chị em mình đã xem và ủng hộ em trong thời gian qua rất là nhiều ha.